lưng liền ha. Quần này rất là dễ may, may rất là nhanh và phù hợp cho những bạn mà mới học may, thì mình có thể may cho mình một cái quần mặc được ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm dễ nhất nha. Trước tiên thì mình sẽ có một cái thông số, một cái thông số quần dài 35, eo 72, mông 94, ống 30 và đùi 50. Thì phần eo này các bạn sẽ chia tư cho mình thì còn được 18, và mông này các bạn cũng chia tư cho mình thì được 23.5. Trước tiên mình sẽ vẽ cái phần lai ra, các bạn sẽ chia phần lai ra. Lai thì các bạn sẽ chia cho mình 5 cm, chừa 5 cm cho nó đẹp nha các bạn. Các bạn không nên chừa nhỏ ha, 4 cm, 5 cm là đẹp ha. Và phần biên vải thì các bạn chừa cho mình 3 cm. Chiều dài 35, các bạn lấy chiều dài 35, tại vì đây là lưng liền cho nên là mình khớp đúng chiều dài của nó là 35. Nếu có chỗ nào có không hiểu, các bạn cứ comment dưới thì mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Tiếp theo mình sẽ hạ đáy cái quần này. Quần này là eo 92, mông 94. 94 sẽ là một phần tư mông. Một phần tư mông nha. Các bạn sẽ cộng cho mình từ 2 đến 4 cm. Nếu các bạn muốn mặc lưng cao thì các bạn có thể là cộng 5 cm ha. Còn cái quần này mặc vừa phải, ngang rốn thì cứ lưng ngang rốn thì mình thể là 3 cm, 2 cm rưỡi, 3 cm, 4 cm, 5 cm thì mình sẽ mặc lưng cao trên eo ha. Đó là tùy các bạn chọn nha, nó sẽ dao động. Còn để như một phần tư mông thì nó sẽ không cộng thì nó sẽ hơi ngắn, rất là khó mặc ha. Hạ đáy sẽ bằng một phần tư mông cộng cho quần này, mình sẽ cộng 2 cm rưỡi nha. Tại vì mông 94 chia 4 là được 23.5, 23.5 này, mình cộng 2 cm rưỡi thành 26, mình sẽ là hạ đáy 26. Các bạn có thể là cộng 3 cm, đó là tùy theo các bạn muốn mặc đáy ngắn hay đáy dài nha. Hạ đáy. Bây giờ mình sẽ lấy phần mông. Mông sẽ làm 1/4 mông cộng cho 5 cm. Đây quần sọc thì mình sẽ mặc rộng ha. 94 23.5 này, cộng 5 là 28.5. Từ 28.5 này các bạn sẽ chia đôi tiếp là 14.2 nha. Đây là 14.2. Lên trên đây các bạn, từ điểm này ra đây cũng 14.2 thì các bạn sẽ vẽ thẳng lên đây 14.2. Và sẽ vẽ đường chính trung cho mình nha. Quần thì bắt buộc các bạn phải vẽ đường chính trung. Đó là canh vải nha bạn. Đường này rất là quan trọng nha. Những cái điểm này sẽ bằng nhau, cái quần nó không có bị đá, nó sẽ thẳng. Các bạn sẽ vô đáy cho mình 3 cm rưỡi nha. Và các bạn sẽ đo từ chỗ sạch 3 cm rưỡi này, 3.5 này. Các bạn từ điểm này các bạn vào đây cho mình là 11. Các bạn sẽ giảm cho mình 0.5, còn 10 rưỡi ha. Nếu các bạn eo nhỏ thì các bạn sẽ cho cái độ nghiêng nó nhiều hơn thì các bạn sẽ giảm nhiều hơn 1 cm. Còn quần này thì mình sẽ giảm 0.5 thôi. Mà sẽ giống lên. Và từ điểm này lên đây 6 cm. Các bạn lấy chia đôi luôn. Và các bạn sẽ chia đôi cái điểm này. Này các bạn vẽ cho nó hơi tròn tròn, cho nó lại lại đó chút. Ok, xong rồi mình sẽ lấy cái phần eo. Eo thì 1/4 eo là bao nhiêu? 1/4 eo là 18. Các bạn sẽ mặc, mình sẽ chích một con ben là 4 cm, 18 với 4 là 22 cm. Và từ điểm 22 cm này các bạn sẽ đánh cong xuống nha. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái phần lưng. Từ cái điểm lưng này các bạn xuống cho mình 2 cm nha. Ok, tới bên này. Như vậy là xong cái phần lưng ha. Các bạn phải giảm 2 cm.
Xong rồi các bạn sẽ lấy con ben cho mình 4 xăng. Hồi nãy mình chưa 4 xăng thì mình sẽ lấy lại 4 xăng. Các bạn sẽ may xuống 5 xăng cho mình. Cái phần này là phần xếp. Cái phần túi thì các bạn lấy từ điểm trên lưng này. Đây là điểm thành phẩm. Các bạn xuống cho mình 6 xăng. Đây là điểm cái túi sườn nha. Mình sẽ may túi thẳng cho mình, không may túi xéo nha. Đây là 13 xăng. Các bạn sẽ lấy dấu như vậy. Phần lai. Phần ống thì 30. 30 thì các bạn trừ thân trước các bạn trừ 2 xăng và còn 28. 28 thì là 14. Từ 14 cái điểm chính trung này ra đây 14 này. Điểm chính trung này ra đây 14 các bạn sẽ về. Này các bạn về thẳng xuống. Và cái điểm sườn ngoài này các bạn sẽ giảm lên cho mình 1 xăng. Bắt buộc quần sọt thì các bạn sẽ vẽ lên 1 xăng nha. Thì các bạn sẽ lấy dấu lại. Thì nó mới đẹp được ha. Các bạn không để ngang la nha, phải giảm lên 1 xăng. Trừ 1 xăng hay giảm lên 1 xăng. Như vậy đã xong cái phần thân trước. Thân trước mình sẽ cắt ra. Thân trước mình sẽ cắt ra nha. Cái lai thì mình vẫn giữ nguyên là có phần đường may. Và cái đường này thì các bạn sẽ cắt bằng đường may. Có nghĩa là khi các bạn cắt trên vải thì các bạn sẽ chừa ra 1 xăng đường may nha. Vì đây là phần phẩm. Sườn các bạn chừa 1,5 xăng ha, 1,5 xăng, 1 xăng. Cái lai thì bạn các bạn không chừa, cái lai mình đã chừa sẵn rồi. Đó. Nó sẽ như vậy. Và mình sẽ vẽ thằng thằng sau nha. Theo mình sẽ vẽ thằng sau nha các bạn. Các bạn sẽ vẽ cái đường sườn này vẫn là 3 xăng nha. Dấu cho mình sang những cái điểm ngang này ha, ngang đáy nè. Ngang đáy thì các bạn sẽ ngang mông, thang mông thì các bạn xả xuống 1 xăng cho mình. Và cái line này cũng vậy, các bạn sẽ ngang để ngang qua nha. Bạn để cái thân trước lên trên thì các bạn sẽ đo ha, từ điểm chính trung này ra mét vải này nha. Ví dụ là điểm chính trung này ra mét vải 17.5 thì trên này thì các bạn cũng phải là 17.5 nha, để cho nó ngay nha. Nếu các bạn đặt trên vải các bạn cũng canh như vậy nha, cho nó đều. Tiếp theo các bạn sẽ sang dấu cho mình từ cái điểm đấy thằng trước này sang xuống dưới nè. Các bạn sẽ lấy phần ra đáy sau cho mình nha. Ra đáy sau thì là bằng 1/10 không? Cộng 2 xăng. Thì quần sọt thì mình phải may rộng hơn chút xíu ha. Là 94 cộng 2 xăng là 11.5, 1.4 nha. 1.4 này. Và phần
ống này các bạn sẽ ra cho mình 4 xong. Bạn sẽ bẻ xuống nha. Bạn phải đá ra. Xong rồi các bạn sẽ kiểm tra cho mình cái phần thân trước này, từ dưỡng đáy này xuống dưới. Lai là 14 xong. Chính xong nè, từ điểm này xuống đây chính xong. Thì các bạn xuống đây một chút xíu chính xong. Lai 5 xong. Thì nó sẽ xuống đây chút xíu nè. Nó lại xuống chút xíu ha. Các bạn sẽ vẽ cái này nè, lấy sao cho mình. Các bạn sẽ thẳng, vẽ thẳng vuông góc lên nha. Góc này sẽ là góc vuông nè. Các bạn sẽ giảm vào cho mình 2,5 cm nha. Từ điểm này ra đây 2,5 cm. Các bạn sẽ vẽ nghiêng cho mình. Đây là nghiêng đáy sau nha. Và từ cái điểm lưng này các bạn sẽ lên cho mình 2,5 cm. 2,5 đến 2,5 cm ha. Các bạn sẽ vẽ nghiêng. Các bạn sẽ vẽ phần lưng chứ. Xin lỗi các bạn, vẽ phần lưng này nha. Mình vẽ phần eo. Eo là 18, 18 cộng 3, 3 zip band thân sau là 3 xăng là 21. 21 đây nha. Bạn sẽ vẽ xuống theo cái mông của thân. Thân trước này sẽ ra hơn chút xíu rồi. À. Đây còn mông đằng sau nha. Và các điểm ở cái lưng này lên 2,5 cm. Đứng lên 2,5 cm. Bạn sẽ vẽ thẳng xuống cho mình. Sẽ như vậy. Sẽ các bạn sẽ lấy cái đây, các bạn chia đôi ra, 21 là 10,5 cm. Các bạn lấy cái bên đằng sau nha. Bạn phải thẳng xuống nha. Các bạn xuống cho mình 14 xăng. Tại vì lưng này là lưng liền nha các bạn. 3 xăng. 3 xăng mỗi bên 1,5 cm. Các bạn vẽ xuống cỡ 5 xăng. Là cái khoảng này nó thẳng này. Các bạn vẽ như thế nào thì các bạn sẽ may như thế đó nha. Các bạn may thẳng xuống 5 xong. Mỗi bên xong rưỡi xong các bạn sẽ rút xuống cái phần chiếc bên này. Đây là thằng sau nha. Và cái phần đáy sau này mình sẽ chia ra ha. Làm 3 nha. Chia đôi tiếp à. Xong cái phần đáy và cái điểm này thì các bạn sẽ vẽ lên thôi. Như vậy mình đã xong phần thân sau.
dài bẹn lên nha. Các bạn sẽ cắt ra, các bạn chừa 1,5, lai thì các bạn giữ nguyên, lưng cũng 1 cm. Còn đằng sau này thì các bạn muốn cắt chừa 1 cm cũng được, hoặc là các bạn sẽ chừa ra cho mình từ điểm này tới đây khoảng 3 cm ha. Bạn sẽ chừa lên đây như thế này. Cái đằng sau này. Nhưng mà đây là đường may này nha. Đây là đường may thành phẩm này. Còn phần đáy thì các bạn muốn ra. Cái phần này các bạn cắt 1 cm đều, nhưng mà lên trên này các bạn may cắt lớn hơn chút xíu, đó là tùy các bạn nha, hoặc là các bạn cứ chừa 1,5 cm đều cũng ok ha. Mình sẽ cắt ra. Cái đường này các bạn cũng chừa 1 cm cho mình nha. Chị nhớ chừa đường may các bạn. Đây là đường thành phẩm, tất cả đường thành phẩm. Đây, các bạn sẽ cắt cái đường này ra. Đường này thì tùy các bạn 1,5 cm đến 2 cm ha. Trong quần động đáy thì các bạn nhớ chừa 1 cm nha. Đó là tùy ha. Đây là cái thành phẩm nha các bạn. Có một đường eo này thì các bạn mình sẽ gọt lại cho nó bằng nha. Tiếp theo mình sẽ cắt cho các bạn cái phần túi ha. Túi thì các bạn sẽ đặt vô túi đằng trước này. Đừng cắt cái túi này phải gặp này lại. Sau các bạn sẽ cắt, các bạn sẽ lấy dấu này. Các bạn sẽ giảm đây 2 cm. Các bạn cứ vẽ theo này đi. Các bạn sẽ vẽ theo cái đường lưng này, đường sườn này ha. Thì cái phần túi cạnh trên nên là đây là trên lưng này, các bạn sẽ giảm xuống cho mình khoảng 2 cm đi, túi khoảng 13 cm được rồi. Dài khoảng 24 cm ha. Dài 24 cm. Chừa 1 cm, chừa 1,5 cm nha. Đây là cái túi này. Các bạn sẽ cắt 4 miếng cho mình. Nhân 4 miếng nha. Túi này. Nhân 4 nha, 4 miếng nha, 2 lần ha. Thì các bạn may thì các bạn sẽ hộp xuống. Hộp xuống đây. Và đây là cái điểm này, điểm mình may túi này. Nhớ chừa 1,5 cm đường may. Và đây là cái thành phẩm ha. Nó sẽ hụt xuống như vậy nè. Vì khi mình bẻ cái lưng xuống thì nó không có cộm trên cái lưng này, cho nên các bạn bắt buộc các bạn phải hụt xuống nha, không có may cao quá nha. Đó, như vậy cái lưng nó sẽ êm. Xong cái phần túi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phần. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt cái phần và lưng trong nha. Và lưng trong thì nó sẽ nằm phía trong cái quần này, nên là mình hướng dẫn các bạn cắt trước đi. Rồi bằng cắt trên vải và may thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nha. Mình sẽ lấy dấu. Nó dễ chứ không có khó đâu các bạn. Năm xong thành phẩm nha.
là một sườn sẽ là một xăng rưỡi đường may này. Trên lưng này cũng một xăng đường may nha, và dưới này cũng vậy một xăng nha. Bạn sẽ chừa cho mình nha. Cái phần lưng này mình sẽ cái này còn coi, cái phần này là rẻ ra, không có gấp đôi nha. Xong rồi các bạn sẽ rải cái phần này ra gấp đôi lên, sẽ được có lưng như vậy. Mà sẽ bỏ cái trong thì đây, đây là cái thành phẩm nha. Còn cái lưng đó các bạn sẽ rải đôi cho mình. Phần này là phần dây kéo này, phần này phần xương này, mình sẽ làm giống như vậy. Cái lưng này nhân ha, các bạn ép keo nha, ép keo mỏng nha, ép keo mỏng cho mình. Và phần sau cũng tương tự như vậy. Phần sau thì mình sẽ cắt liền. Thì các bạn sẽ xếp cái phần đen như vậy. Các bạn sẽ xếp lại vào cái đường này, các bạn sẽ để sát đây ra đường thành phẩm. Các bạn sẽ lấy dấu nha. Năm xong. Đây là một xăng đường may này. Và một xương này các bạn cũng chừa cho mình một xăng rưỡi nha. Cái phần này nó hơi nhọn thì các bạn sẽ gọt xuống chút xíu cho nó thẳng cái lưng nha. Mình sẽ ngang cái lưng này. Nếu cái phần này mà lên cao quá, hai xăng rưỡi, mình sẽ giảm xuống chút xíu cho cái lưng này nó thẳng này. Thì các bạn sẽ giảm. Đây là cái lưng gấp đôi nha, cái phần gấp đôi nha của lưng sau. Như vậy mình đã xong cái phần như vậy các bạn. Và cái này các bạn cũng ép keo luôn ha, ép keo luôn giống cái tâm trước này nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lập, và video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách may sao cho nó nhanh và nó đơn giản ha. Chúc các bạn một ngày tốt lành nha. Bye bye các bạn nha.